Xin chào tất cả các bạn và các em. Chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại kênh Minh Berlin với bài học ngày hôm nay của chúng ta. Thì Minh sẽ hướng dẫn cho chúng ta sang chương số 2. Chương số 2 chúng ta sẽ học về nitrogen và sunfu. Và ở chương số 2 này, bài đầu tiên chúng ta sẽ đi học về nitrogen. Nitrogen thì nó nghe tên nó hơi lạ thế nhưng mà thực ra nó chính là nitơ. Ngày trước mình nói chọn là nitơ, bây giờ tên mới đọc là nitrogen, ký hiệu là N. Đúng không ạ? Thế thì đầu tiên ấy thì phần 1 La Mã là chúng ta phải nắm được về trạng thái tự nhiên. Một La Mã trạng thái tự nhiên. Thì dĩ nhiên rồi, khi học bất kỳ một nguyên tố thì chúng ta cần phải nắm được là cái nguyên tố này tồn tại trong tự nhiên ở đâu là chủ yếu. Thứ hai là tồn tại trong những chất nào. Đúng không? Đấy, thì ở đây mình sẽ có này, nitrogen thì đơn giản lắm, nó tồn tại ở xung quanh chúng ta. Đúng không ạ? Có nghĩa là tồn tại chủ yếu trong không khí. Nitrogen chiếm tới 78% thể tích của không khí cơ mà. Đúng không ạ? Thứ nhất nhá, là tồn tại trong không khí. Tồn tại trong không khí thì dưới dạng đơn chất. Dưới dạng đơn chất N2. Được chưa? Và nó chiếm đến 78% về thể tích của không khí. Màu đơn chiếm 78% về thể tích của không khí. Đấy, cái này là quan trọng nhất. Thường thì ở trong các bài tập tính toán thì người ta thường hay lấy gần đúng, lấy làm tròn là chiếm 80%. Nhưng mà chuẩn ra nó là 78,1% về mặt thể tích. Được chưa? Thứ hai là tồn tại ở trong vỏ trái đất, lớp vỏ đấy, hoặc là tồn tại ở bên trong vỏ trái đất, lớp vỏ trái đất. Dưới dạng hợp chất. Đó là các ion muối như NO3 trừ, NH4 cộng, vân vân. Còn tồn tại trong cơ thể con người nhá, nitơ chiếm khoảng tầm 3% trong nguyên tử trong con cơ thể con người. Nó chiếm 3% vậy nó tồn tại trong các axit nucleic. Đấy, thì đấy là về trạng thái tự nhiên của nitơ, nitrogen. Chúng ta viết tắt lần đó. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần 2 La Mã. Vị trí cấu hình nghe của nguyên tố nitrogen trong mạng tuần hoàn. 2 La Mã. Thầy viết tắt vị trí cấu hình nghe. Nitrogen viết tắt là N. Có Z bằng 7. Chỗ này phần học lớp 10 này thì nghĩ là nhiều bạn quên rồi đấy. Đúng không? Các bạn thử viết lại cho thầy cấu hình E của nitrogen. Gì nhỉ? 1S2 2S2 2P3. Được chưa? Thế thì quan sát như vậy thì mình sẽ từ cái cấu hình E này mình sẽ xác định được là nguyên tố nitrogen nằm ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn. Thứ nhất là có 7E nên suy ra nó nằm ở ô số 7 trong bảng tuần hoàn. Thứ hai là ở đây chúng ta quan sát thấy nó có hai lớp, lớp số 1 và lớp số 2 nên sẽ thuộc chu kỳ 2. Có hai lớp nên dẫn đến là thuộc chu kỳ 2 trong bảng tuần hoàn. Và cuối cùng là có 5 electron lớp ngoài cùng, có 5 electron lớp ngoài cùng nên thuộc nhóm 5A. Có 5 E lớp ngoài cùng. Lớp ngoài cùng nên suy ra là thuộc nhóm 5A. Đấy là về vị trí. Nhưng không chỉ dừng ở lại đây các em ạ.
Cái việc mà chúng ta học về cấu hình E nó còn kinh điển hơn rất là nhiều lần. Bởi vì từ cấu hình E, thầy trò chúng ta có thể dự đoán được tính chất hóa học của nitơ. Các bạn cùng quan sát nhá. Thế là mới xong về cái cấu hình E thôi. Bây giờ này thầy sẽ có biểu diễn cấu hình E vào ô lượng tử. Và khi biểu diễn cấu hình E vào ô lượng tử thì chúng ta chỉ biểu diễn electron ở lớp ngoài cùng thôi. 2s2, 2p3. Các bạn quan sát nhá. 2s2 này, 2p3 này. Thầy giải thích để cho các bạn hiểu về mặt bản chất mọi thứ nó diễn ra như thế nào. Đấy, 2s2, 2p3. Theo quy tắc octet, mà chúng ta đã được học ở chương trình khoa học lớp 10, bạn nào quên thì thôi, octet có nghĩa là mọi cái nguyên tố, mọi nguyên tử, nguyên tố đều có xu hướng đạt được cấu hình bền của khí hiếm gần nó nhất, đúng không ạ? Là có 8 e lúc ngoài cùng, trừ trường hợp đặc biệt là heli là có 2 e. Thì ở đây này, mình thấy này, nguyên tử nguyên tố nitrogen có 5 electron lớp ngoài cùng, nên xu hướng của nó nếu muốn liên kết với nhau thì là hai nguyên tử nitơ cần mấy electron nữa để đạt được 8 e nhỉ? 5 thì cần mấy e? À, 5 thì cần 3 e. Nên xu hướng đầu tiên sẽ là xu hướng góp chung, ba electron để đạt được cấu hình khí hiếm, gần nó nhất. Thế thì từ đó thì mình mới suy ra được cấu trúc của phân tử nitơ. Đây, công thức electron hay công thức Lewis nitơ này có 5 electron lớp ngoài cùng, 5 e. Bây giờ góp chung 3 e, để đạt được cấu hình bền của khí hiếm gần nó nhất. Bây giờ chúng ta quan sát là mỗi anh nguyên tử nitơ này thì đều có 8 e lớp ngoài cùng nên đạt được cấu hình của khí hiếm, đúng không ạ? Bây giờ một cặp e dùng chung thì được thay thế bằng một gạch, nên ta có thể biểu diễn như sau: 1 2 3 1 2. Đấy, đây là xu hướng góp chung 3 e để đạt được cấu hình khí hiếm. Và thầy vừa phân tích cho chúng ta về công thức electron, công thức Lewis của N2, nắm được kỹ hơn, nắm được chắc chắn hơn. Đấy là về cấu hình E. Chưa dừng ở lại đấy, thế thì từ cấu hình E này chúng ta còn có được thang số oxy hóa của nitơ, Chúng ta quan sát ạ, với 5 e lớp ngoài cùng để đạt được cấu hình E của khí hiếm gần nó nhất thì nó có thể nhận 3 e để đạt được 8 e. Và khi nhận 3 e, nitơ nhận 3 e thì về nitơ trừ 3. Đấy là số hóa thấp nhất. Thứ hai là có 5 e thì nó hoàn toàn có thể cho hết cả 5 e đi để lên nitơ dương 5 là cao nhất. Được chưa? Nitơ không là N2 rồi, không. Ngoài ra nó còn các số xóa dương 1, dương 2, dương 3, dương 4, dương 5. Dĩ nhiên dương 3 là ít tồn tại. Được chưa? Không là tồn tại trong phân tử N2. Dương 1 là N2O, dương 2 là NO, dương 3 là N2O3 ít tồn tại, dương 4 là NO2, dương 5 là HNO3, bởi vì N2O5 thì nó tác dụng với nước ngay tức tạo thành HNO3, và trừ 3 là NH3. Và từ cái thang này thì chúng ta có thể dự đoán được tính chất hóa học của N2, dự đoán được rất kỹ. Các em nhìn nhá, N2 á là số xóa là 0. Các bạn nhớ kỹ cho thầy cái tuyệt chiêu sau này: khử tăng 4 chữ vàng, O giảm. Đấy, thầy giúp chúng ta dự đoán khử tăng O giảm. Vậy từ 0 móc lốp xuống trừ 3 là tăng hay giảm? Từ 0 xuống trừ 3 móc lốp là tăng hay giảm? Giảm, đúng không? Vậy nó là tính gì? Khử tăng, O giảm. Vậy từ 0 xuống trừ 3 nó thể hiện tính oxy hóa, đúng không ạ? Đấy, tính, mình dự đoán là nó có tính oxy hóa, được chưa? Thế thì còn từ 0 nó có thể lên dương 1, lên dương 2, lên dương 3,
lên dương 4, thậm chí lên tận đỉnh là dương 5. Thế thì từ không mà lên đỉnh thì là tính gì? À, từ không mà lên đỉnh thì nó là tính gì ạ? Tính khử. Vậy hoàn toàn từ cái thang số oxy hóa này, chúng ta có thể dự đoán được tính chất hóa học của N2. Mà rõ ràng các em ạ, tất cả từ thang số xóa này ta lại xuất phát từ cấu hình E. Nên môn hóa học là một môn cực kỳ dễ học, không phải là một môn học thuộc. Và nếu các em đã bị phải học thuộc các tính chất hóa học thì đó là các em đang chưa nắm rõ được bản chất. Và ở đây với thầy mình sẽ hướng dẫn cho các em học hóa bằng bản chất. Chúng ta vừa xong về phần 2 la mã, chúng ta sang phần tiếp theo, 3 la mã. Chúng ta sang phần 3 la mã về cấu tạo phân tử của N2. 3 la mã, cấu tạo phân tử. Như vừa nãy thầy viết cấu hình E, xong rồi thầy hướng dẫn cho các em về cái cách để chúng ta viết được lại về công thức phân tử của N2, thì chúng ta đều biết rằng là N2 thì bao gồm hai nguyên tử nitơ, gồm hai nguyên tử N, đúng không? Nitrogen đấy ạ, liên kết với nhau bởi liên kết 3, bởi liên kết 3 bền vững. Thì liên kết 3 này này thì nó chính là bao gồm bằng một liên kết sigma bền, một liên kết sigma bền và hai liên kết pi nhá. Một liên kết 3 thì bằng một liên kết sigma và hai liên kết pi. Nhưng năng lượng liên kết, năng lượng liên kết của liên kết 3 nitơ là cực kỳ lớn. Nó được ước tính bằng 945 kilojoule trên mol. Và năng lượng này là cực kỳ lớn, nên dẫn đến liên kết 3 của phân tử nitơ là cực kỳ bền vững. Cực kỳ bền, khó bị bẻ gãy nhá. Và cực kỳ bền, khó bị bẻ gãy thì nó đã dẫn đến một cái hệ quả là phân tử nitơ ở điều kiện thường do cái liên kết của nó cực kỳ bền rồi nhá, nên phân tử nitơ ở điều kiện thường thì cực kỳ kém về mặt hoạt động học nhá. Ở điều kiện thường thì kém hoạt động hóa học. Thế thì cái từ kém hoạt động hóa học này thì tương đương với việc đó là trơ về hoạt động hóa học. Nhưng ạ, nguyên tố nitơ thì nó lại là một cái nguyên tố phi kim điển hình nhá. Thế nên là khi mà nếu mà chúng ta bẻ gãy được cái liên kết nối 3 này ra thì lúc này nguyên tố nitơ lại thực hiện các cái phản ứng của phi kim điển hình rất mạnh mẽ. Đấy, thế thì phân tử nitơ N2 ở điều kiện thường thì kém về hoạt động hóa học, trơ về hoạt động hóa học. Nhưng mà khi dưới tác động của nhiệt độ, dưới tác động của nhiệt độ đấy là 3000 độ C hoặc là tia lửa điện thì liên kết 3 bị phá vỡ. Thì lúc này nguyên tử nitơ dẫn đến nitơ là một phi kim điển hình, có đầy đủ tính chất của một phi kim điển hình. Đấy, đấy, trên đây thầy vừa phân tích cho chúng ta về cấu tạo của phân tử N2 rất quan trọng, bởi vì cấu tạo này nó ảnh trực tiếp đến tính chất học và tính chất vật lý của N2. Rồi chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần 4 la mã tính chất vật lý của N2. 4 la mã
tính chất vật lý. Thì cái này đơn giản nhỉ. N2 nitrogen tồn tại rất nhiều trong không khí, chiếm đến 78,1% trong không khí. Vậy N2 tồn tại điều kiện thường thể khí đúng không? Tồn tại ở điều kiện thường thể khí. Bây giờ nó ở trong người không khí, chúng ta nhìn thấy không khí là có màu hay không màu kìa. Đấy, nó mở mắt thật to nhìn không khí có màu hay không màu. Đấy, vậy thì không khí màu gì thì N2 màu đấy, đúng không ạ? Là khí này, không màu này, chúng ta hít không khí là không có mùi đúng không ạ? Không mùi này, không vị này. Muốn biết thế nào thì hít một hơi thật sâu xem mùi gì, không có mùi đúng không? Lưỡi là liếm không khí sẽ vị gì là không có vị. Đấy. Thứ ba là tan ít trong nước. Tan ít trong nước. Bây giờ tại sao N2 lại tan ít trong nước? Và tại sao nó lại hóa lỏng ở nhiệt độ cực thấp âm 196 độ C? Thì tan ít trong nước và hóa lỏng ở âm 196 độ C này, nghe thì giải thích nhé, là do tương tác van đúng không? Chúng ta nhìn lại cấu trúc của phân tử N2 là một phân tử không phân cực, không phân cực. Thì do nó là một phân tử không phân cực, hay nói khác nó là một phân tử đối xứng, nên tương tác van der Waals kém. Lực tương tác van der Waals kém. Lực tương tác van der Waals kém thì dẫn đến là nó tan ít trong nước, nó hóa lỏng âm 196 độ C. Được chưa? Đấy. Trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta về toàn bộ về tính chất vật lý của N2. Và còn một cái chú ý nhỏ nhỏ nữa thì N2 là một cái khí mà không duy trì sự cháy. Không duy trì sự cháy và không duy trì sự sống. Không duy trì sự sống. Đấy, các em nhớ nhá. Đây là toàn bộ về tính chất vật lý của N2. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần 5 La Mã, phần quan trọng nhất, đấy là tính chất hóa học của nitrogen. 5 La Mã. Tính chất hóa học nitrogen. Thì cái cấu trúc nó sẽ quyết định đến tính chất. Vừa nãy thầy vừa mới hướng dẫn cho chúng ta về cấu trúc rồi. Thứ nhất là gì ạ? Phân tử nitrogen chứa liên kết 3 cực kỳ bền vững. Nên ở điều kiện thường sẽ có xu hướng trơ về mặt hóa học. Ở điều kiện thường thì sẽ trơ về hoạt động hóa học. Và nó chỉ xảy ra các phản ứng khi ở. Và chỉ xảy ra các phản ứng. Chỉ xảy ra phản ứng khi thỏa mãn một trong hai điều kiện sau. Hoặc là nhiệt độ trên 3000 độ C. Hoặc là có tia lửa điện. Nhá. Đấy, bây giờ chúng ta đi vào tính chất hóa học, chúng ta cùng xét thử xem là cái dự đoán chúng ta có đúng không. Thì cái câu chuyện đầu tiên đấy, lúc nãy chúng ta còn dự đoán nữa cơ đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy là nitơ theo thang hydro xóa, từ nitơ không có thể về -3, từ ni không có thể lên -5. Bây giờ đầu tiên ạ, một nhỏ là tác dụng với hydrogen, hydrogen hát hại. Thì cái phản ứng của N2 cộng H2 là cái phản ứng mà chúng ta viết đi viết lại rất nhiều lần đúng không em? Rất nhiều lần. Phản ứng này là phản ứng không hoàn toàn nhiệt độ áp suất xúc tác để tạo thành gì ạ? NH3 cân bằng công trình 2 1 3. Đây là một phản ứng để chuyên dùng để sử dụng để điều chế ra phân đạm. Và hiệu suất phản ứng này cực kỳ thấp, chỉ cỡ khoảng độ tầm từ 18 cho đến dưới 30%. Nhưng đây là một trong số những phản ứng cực kỳ quan trọng trong các ngành công nghiệp, nhất là một đất nước về chuyên về nông nghiệp như nước mình.
nhá. Thì ở đây bây giờ chúng ta học sâu hơn một tí nữa, đây xác định số oxy hóa thì nitơ, nitrogen, nguyên tố nitơ không lên trong này là trừ 3. Đấy, từ 0 về trừ 3 thì suy ra khử tăng, O giảm. Vậy N2 sẽ đóng vai trò là chất oxy hóa, đúng không? Thế còn H, từ H0 lên H dương 1 thì nó sẽ đóng vai trò là chất khử. Vậy trong phản ứng tác dụng với H2 thì N2 đóng vai trò là chất oxy hóa nhá các bạn nhá. À, enthalpy delta H R0 298 đúng không? Delta H R0 298 của phản ứng này nhỏ hơn không? Hai nhỏ là tác dụng với oxygen. Thì phản ứng của nitơ N2 nitrogen tác dụng với O2, hai này đều dạng gas khí, thì chỉ cần tia lửa điện thôi, cái phản ứng này xảy ra rất là nhiều khi mà trời giông tố, giông bão, có sét, bởi vì N2 rất nhiều trong không khí, oxy rất nhiều trong không khí thì sẽ tạo thành NO. NO này là một khí không mỏng. Nhưng có một điều thú vị hơn nữa là anh NO vừa tạo thành lại tác dụng ngay với O2 trong không khí ở ngay điều kiện thường để tạo thành NO2. Khí này màu nâu đỏ. Chính vì vậy nên khí NO còn có một tên gọi khác, đó là khí không màu hóa nâu trong không khí nhá. NO còn một cái tên khác, đó là không màu hóa nâu trong không khí. NO2 vừa tạo thành, NO2 vừa tạo thành lại tiếp tục tác dụng với O2 trong không khí, và H2O có rất nhiều trong các đám mây không khí ẩm ở ngay điều kiện thường để tạo thành HNO3 nhá. Để tạo thành HNO3. Và đây chính là cái quy trình để sản sinh ra axit mỗi khi trời mưa. Và HNO3 tạo thành theo nước mưa nhá, theo nước mưa va chạm với mặt đất, và khi va chạm mặt đất rồi thì nó sẽ cung cấp các ion NO3- cho đất. Nên chúng ta sẽ nhìn thấy là cứ sau mỗi một cái cơn mưa to mà có sét ấy thì cây cối chúng ta trở nên tươi tốt hơn. Đó là do cây cối được bón thêm một cái lượng phân đạm. Đấy, cho cây trở. Ngày xưa ấy, thời xưa 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 thời ông bà chúng ta nhá, thì bởi vì lúc đấy là ít phân bón nên là cái sự mà thay đổi cây cối nó trở nên rõ rệt hơn. Còn bây giờ thì cây nào nó cũng thừa rồi, chính các bạn ở thành phố rồi là ít bón phân cho cây, chúng ta nhìn thấy cái sau cơn mưa thì chúng ta lại thấy rằng là cây cối nó tươi tốt hơn, trừ một vài cây bị đổ, trừ vài cây bị đổ. Trên đây là hai cái tính chất hóa học quan trọng bậc nhất của N2, và sau khi mình biết được hai tính chất hóa học này thì mình sẽ nhìn thấy một điều ạ. N2 của chúng ta đấy ở trong phản ứng tác dụng với O2 thì N2 thì không lên N dương 2. Vậy chỗ này N2 thể hiện là một chất khử. Hay nói cách khác là tính chất hóa học của N2 tựu chung lại thì nó sẽ là một chất mà vừa oxy hóa, vừa khử, vừa oxy hóa, vừa khử. Nhá, bây giờ chúng ta sang phần cuối cùng. Chúng ta sang phần 6 La Mã, phần cuối cùng ứng dụng của nitrogen. Thì nitrogen ấy nó là một trong số những nguyên tố nó cực kỳ cơ bản, cực kỳ thiết yếu và có ứng dụng rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy bốn ứng dụng quan trọng sau. Thứ nhất là chất làm lạnh. Thứ hai là sản xuất phân đạm. Chất làm lạnh ở đâu?
Nitrogen nhá, nó là một cái anh mà chất làm lạnh ở rất nhiều nơi. Thứ nhất là bảo quản máu, thứ hai là bảo quản hoa quả thực phẩm. Đấy, sản xuất phân đạm thì chúng ta vừa nhìn rồi, phương trình phản ứng tác dụng với NH2 để tạo thành NH3. Đấy, NH3 đấy nó tạo thành phân amoni, sau đó trong quy trình thì cũng có thể chuyển thành là phân nitrat. Tất cả nó đều là phân đạm hết. Thứ ba là tạo môi trường trơ, tạo môi trường trơ đấy cũng rất là quan trọng, bởi vì nhờ cái môi trường trơ đấy chúng ta có thể thí nghiệm và thực hiện được nhiều thứ. Ngày xưa khi mà chưa tìm ra được các cái khí như là heli, neon thì nitơ, các nhà khoa học phải coi nitơ là khí trơ, nên chúng ta mới có được cái tính chất là trơ và hoạt động. Wow. Đấy, trên đây là toàn bộ bài giảng của thầy về bài số 4 nitrogen. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi bài giảng của thầy, và hẹn gặp lại các em vào các bài giảng tiếp theo.